Kẹt lại giữa mưa bão ở Phú Quốc, các hành khách lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, phải chi thêm tiền để ở lại. Đi du lịch ở đâu thì yếu tố thời tiết cũng góp phần vô cùng quan trọng và đặc biệt. Chẳng ai muốn đi du lịch biển vào một ngày mưa bão. Nhưng không ngờ việc này lại xảy ra với hàng ngàn du khách tại Phú Quốc khi bị mắc kẹt tại đảo Ngọc trong những ngày qua. Vì tất cả hoạt động ra khơi thuộc tỉnh Kiên Giang và đặc biệt là Phú Quốc phải tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu. Cùng với đó, do tình hình thời tiết phức tạp cũng như dòng gió mạnh gây nên mưa bão nên một số chuyến bay cũng bị trì hoãn. Những người bị kẹt lại phần lớn là khách đoàn hay khách đi chung với gia đình, nhóm bạn bè di chuyển bằng tàu cao tốc đến đảo. Trong số đó, nhiều du khách lần đầu đến đảo Phú Quốc và mong chờ chuyến du lịch tham quan trọn vẹn đảo Ngọc, nhưng không ngờ kết quả lại là những ngày mưa bão triền miên rồi bị mắc kẹt. Những vị khách này thường đặt trước tour hoặc vé tàu cả tháng nên không thể dự đoán trước được tình hình thời tiết như thế nào. Trong khi đó, các hoạt động vui chơi, tham quan ngoài trời như cáp treo, lặn ngắm san hô cũng tạm ngừng phục vụ. Điều đó khiến lịch trình tham quan của các du khách cũng phải thay đổi khi chỉ quanh quẩn ở khách sạn. Ngoài ra, cũng có một số người chấp nhận mặc áo mưa và đi tham quan ở những nơi có thể để đỡ lãng phí chuyến đi. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.